Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm chiếc móc khóa hình con ong nha. Dụng cụ mình cần có đó là hai cuộn len màu vàng và cuộn len màu đen, một ít bông để nhét vào con thú á, và một dụng cụ thì không thể thiếu được đó là một cây kim móc này. Bây giờ mình sẽ móc, hướng dẫn các bạn móc nha. Đầu tiên mình sẽ lấy một cuộn len màu vàng, mình thắt một đầu này, thắt bình thường, thắt một đầu thôi như này đó. Mình sẽ dùng cái mũi kim to hơn đâm vào đây, và mình đi vòng tròn nha, một vòng này, hai, ba, bốn, năm. Đã được 5 cái rồi thì mình sẽ nối điểm đầu và điểm cuối lại. Điểm đầu và điểm cuối. Một nối lại này. Và mình rút lại này. Đó. Vậy là mình đã được một cái. Rồi, tiếp tục mình lên một móc đường. Và cứ một chùm và một không chùm móc đơn nha. Cái này thì mình cũng phải làm dấu, mình sẽ làm dấu khi mà mình lên hàng nó sẽ không bị lồn. Cứ tiếp tục như vậy nha. Mình đâm xuống độ tiếp theo này, đâm xuống độ tiếp theo, lên mong một qua tiếp này, lỗ này là mình sẽ chùm nha, qua rồi tiếp là mình không chùm này. Tại vì sao mà mình phải dùng hai cuộn len màu đen và màu vàng? Tại vì trên người con ong á, nó có cả cái vân màu đen á, nên mình sẽ dùng thêm màu đen nữa cho nhìn nó đẹp hơn. Lên này không chùm, rồi tiếp tục là chùm nha, mũi đen đang mình chùm này. Rồi tiếp theo không chùm, rồi chùm, rồi không chùm, rồi vậy là mình kết hàng thôi. Kết hàng này, rút sợi đỏ ra, mình đã biết được cái hàng của mình nó nằm ở đâu rồi. Kéo qua này, và kéo qua. Cái lỗ này á, rút lại là nó sẽ khít lại thôi. Rút nó lại này. Rút thiệt chặt vào thì nó sẽ khít lại, thấy không? Khít rồi này. Rất là dễ luôn á. Rồi tiếp tới mình cũng làm dấu hàng lên tiếp theo. Hàng lên tiếp theo thì mình sẽ móc nó một chân thì sẽ là một móc đơn chứ không có chùm nữa, để nó thân nó tròn lên á. Lên này.
lên. Những chiếc móc quả này thì nó rất là dễ thương luôn á, mà nó còn dễ làm nữa. Mình có thể tạo ra bất kỳ công thủ nào mà mình thích luôn. Mình sẽ móc từ từ nha, cho các bạn thấy được ấy. Nó rất là dễ, chỉ cần các bạn chú ý một xíu thì mình sẽ móc được thôi. Lên. Đó, bây giờ đã hết hàng tiếp, mình lại rút ra, nối lại. Là được. Một hàng tiếp theo mình lại lên một móc đường đánh dấu tiếp. Đánh dấu tiếp nha. Và mình cũng móc đường hết hàng tiếp để thân nó dọc lên. Lát mình còn nhét bóng vào nữa. Lên thì cuộn ra nha. Rồi. Tiếp đó mình lại tới cuối hàng tiếp, mình lại rút ra này. Nối lại này. Nối này. Qua. Đó. Vậy là đã được một hàng tiếp theo rồi. Mình sẽ tiếp tục lên thêm một hàng nữa. Lên một móc đường. Mình phải đánh dấu vào nha. Để lát mình còn nhớ là cái nút đỏ